Tôi à, như con gớ. Ok, hai đứa mình vẫn chào chào người ta xong đi. Ok thì ok chào ông, tôi đi nhá. Mọi người mình xin đây và chào các bạn lại video của mình và chào người đến với video Hello Neighbor và yes và mình đi cùng với Pikachu và ai đấy hoàng xóm à thế ok thì hôm nay mình sẽ đi với hai đứa cháu và Pikachu và Dippy. Yeah Pikachu yeah đừng có đặt Dippy mà ok rồi ok thì hai đứa thấy có gì là lạ không, hai đứa nhìn kìa thấy gì không Pikachu? Ai ta ai vậy không biết nữa. Ủa sao ông vô nhà đấy, ủa chị nhớ đấy nhà mình mà, ủa đây ông là nhà mình mà ông làm gì đấy, mình béo mình béo mấy đứa đánh nó đánh nó đánh nó đánh nó đánh nó đánh nó đánh đi phi đấy. Ôi đừng rồi, đừng rồi, đừng rồi, đừng rồi, xấu xin lỗi, đây là cháu tôi đấy, ông đừng có đặt. Mày muốn ăn thùng rác, ăn kiếm, ăn búa hay là ăn gì? Ôi đừng rồi, ông mình tận, ông về nhà xin lỗi, đây là hại, đừng có đặt. À, hai đứa. Ôi mấy con, chị sắp chết rồi, ôi mấy con. Hai đứa thấy ông kỳ, hai đứa thấy ông kỳ không? Tự nhiên ông qua nhà mình không tự nhiên. Nó sao nè, hận đi. Ôi, ngoài đường có máu kìa. Ủa, gì đấy? Đi pi em thấy không? Đi pi. Đi pi thấy không? Đây là bé Dippy cháu mới thấy của mình, ok thấy. Ông nguy hiểm quá à. Thôi kệ ông đi thôi hai đứa, bây giờ đây là nhà mới của tụi mình nên thôi. Mắc ổng. Ok thì à. Ở đây có phòng tắm nè, ok. Có bếp, có phòng ngủ không? Ờ có luôn. Wow, ngoài phòng ngủ có cái nôi nè. Hai đứa ra đâu? Ok. Gì đấy? Hello, chào mừng nhà mới qua bên nhà của tôi ăn tất nhiên. Ủa, tôi nhà đây có phải Tết đâu mà. Ủa? Ủa? Ủa, là sao ta? Tất nhiên chính của chết mẹ rồi. ông đợi tôi tí nhé, đợi để tôi sắp xếp bởi vì đây nhà mới nên tôi chưa sắp xếp nên mày ông đợi. Ông đợi. Mày hỏi cu tao à. Ok rồi, ông về nhà đi, để tôi đây là nhà mới. Ok thôi, cảm ơn. Ok quá. Xì. Hả? Đánh là phải đánh trả. À! Ông ký quá à, Pikachu ơi đi. Ok thôi đây nhà mời nên chị sẽ đi sắp xếp vài đứa nên vài thứ nên hai đứa cứ ngồi chơi nhá. Okay. Ủa cái hòm mà sao mở ra là cái nghe tiếng gương nhỉ? Thì lên cái hòm mà đấy. Lỗi rồi. Đây là vi tính ấy, hai đứa nào muốn chơi game thì ok đây rồi PC mới ông mày đứa. Mày đứa. Ui. Mày đứa PC ngờ. Không có bàn phím. Đây là PC cả. Này, gắt game luôn, này. Wow. Ok. Wow. Trang trí đêm nào như là nhà mình đang thiếu cái đèn, thấy nhà tối vãi. Đấy, đèn màu hồng màu hường chất luôn, đúng không Pikachu? Tippy. Ah, so cute. Ôi con yêu Tippy vậy. Cái này là, ôi chết rồi, chị để nhầm rồi. Ok đi. Ok thì đứa nào đói thì ok, cookie. Cookie ở đây nhá, đây, bánh kẹo ở đây có hết, mấy đứa thích ăn gì có hết, đấy, cookie, đấy, có đây. Còn đứa nào thích ăn bánh kem thì đây, bánh kem luôn, trời ơi, cái gì, nhà mình gì có hết thì ôm hai đứa. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chị chỉ sợ ông hàng xóm qua đấy ông làm gì đấy. À ngoài, cho hai đứa này chơi này, hai đứa, tới đây. Đây rồi, đứa thì là công chúa, còn đứa thì là hoàng tử này, đấy, đứa thì công chúa, đứa hoàng tử, đấy. Rồi, ngon chưa? Đấy, đáng yêu hơn chưa? Ah, you're so cute. Oh my god, Pikachu, you're so cute. Đây rồi, hai đứa chơi nhá, chị đi làm tí việc. Ôi dồi ôi, khổ phết. Vào nhà mới vậy đấy, khổ. Ủa, hai đứa đói chưa Pikachu? Hai đứa đói chưa? Chưa đói. Ôi, chưa đói à? Oh. Vẫn còn no lắm. Ok, thế tốt, chị tưởng hai đứa đói. Kiểu sao rồi sách vở có hết đấy, đứa nào đọc sách đọc gì cười mấy đứa rồi, trời ơi, nhà mình bây giờ tiện nghi quá luôn.
Bây giờ cất thêm mấy cái này nữa là xong rồi đấy. Ơ à, xong rồi, quá khỏe quá, tôi có lựu đạn đấy ạ. Ôi sáu mình sao sao. Ok xong rồi mấy đứa. Ơ à, khỏe ghê á. Hình như là chị nhớ lúc đấy là ông hàng xóm có bảo là có mời mình gì đấy không nhở Pikachu, chị không nhớ lắm. À, chắc mời mình đi ăn gì đó. Ôi á, thế bây giờ không biết qua được chưa nhở, chị sợ người ta mất lòng lắm. Đợi tí nhá. Em cũng sợ đó, hôm bữa mới ném bể gạch cửa sổ. Oh my god. Ờ ờ ờ ok. À ờ ờ ờ ông ê đừng 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 ok. Ông có mời tụi tôi qua đúng không ông? Đúng rồi, hãy qua nhà chưa ăn này, người hẹn sớm mới. Ok đừng 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 có tắt, đừng có tắt cái gì mà cái gì ai ok nước không hoạt đâu. What? Ôi từ sau này đặt ok rồi. Ok ông ok đi theo mấy đứa, đi theo mấy đứa, mấy đứa, mấy đứa. Ông ơi nhà tôi không chị không biết thì... Ok rồi đi theo mấy đứa. Để tôi dẫn đầu cho. Ok. Ê thằng kia mất dạy nhà bố này mà. Tivi đừng có làm vậy. Tivi đừng có đánh Tivi mà ông làm gì đấy. Ông hại trẻ con à. Oh my god. Ok thôi ok thôi hai đứa đừng xuống đây. Ok thì ủa xong phải đóng rèm hết vậy. Đây là chỗ ăn à? Ok rồi mấy đứa ngồi đi. À. Ok hàng xóm mới cũng khá tốt, ăn đi. Nhầm. Ai ngon dễ sợ luôn. À. Ok. Hai đứa thấy hơi bất bình thường ở ông hàng xóm này không? Hai đứa chỉ thấy sao sao thấy kiểu ổng tự nhiên ổng mời mình ăn được cơ, lạ ghê. Đúng rồi. Ừ có bao giờ ai mời mình đi ăn đâu, tự nhiên lần này có người mời đi ăn kỳ kỳ sao sao. Ờ ta đẹp trai không? Ờ có, ông rất là đẹp trai. Oh my god sợ quá. Ok thì ok tụi tôi ăn xong rồi thì ok cảm ơn ông nhé. Tụi tôi như con gớ. Ok hai đứa mình vẫn chào người ta xong đi. Ok thì ok chào ông, tụi tôi đi nhá. À ô cái gì đấy. Ủa cái gì đấy. Ơ Pika what Tippy. Ủa cái gì đấy, mình bị nhốt rồi. Ơ ủa sao mình biến nhỏ này. What 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 chuyện gì xảy ra nữa. Pikachu chị không biết biết luôn á, Tippy. Hình như là hồi nãy lúc mà ổng mời mình ăn thì ổng quăng thuốc độc cho mình, xong mình thấy chóng mặt quá mình xỉu. Tức là mình bị đeo nhỏ rồi á. Ông bị đâu quá trời người chết luôn. Bị ông hàng xóm cho phê cần rồi. Oh my god, thì mình sẽ làm sao? Ủa có xác người kia quá. Đừng nói tụi mình sẽ bị giết nhá. Chị. Mày làm sao đấy? Nè, hồi nãy lấy ở nhà được một cây cúc. Hả? Tụi... Giờ đào ra. Tụi con trẻ con. Pikachu có cái này à? Oh my god. Yes, chúng ta không được. Nhưng mà, khoan đã. Đợi tí nhá. Em đào xong thì chị sẽ bảo không muốn chết. What? Đừng có đào với TV. Ok, hai đứa đào đi. Ok, thủ, hai đứa khoan đã. Bây giờ mình sẽ bàn cái bàn nhá. Bây giờ, tại á, là... Sao ta? Dạ tụi mình đang bị teo nhỏ rồi, tụi mình cũng không thể làm gì được nhiều đâu. Mà chị nghĩ này nhá. Xóa chắc chắn sẽ giết tụi mình nên phải cẩn thận. Ok hai đứa phải cố gắng im lặng nhá. Ok. Ok. Ok rồi, bây giờ tận tụi tôi. Nhất bây giờ. Ban đời. Bây giờ bình tĩnh nhá bây giờ. Bây giờ đi chậm thôi, đi chậm. Ông nghe bây giờ. Hén quá. Ông đang ngủ. Hén quá. Bây giờ tụi mình phải mở cửa thôi. Mở không được. Chắc là do tụi mình bị biến thành nhỏ nên tụi mình không thể làm gì được. Bây giờ tụi mình phải đi kiếm đi thôi Pikachu ơi. Bây giờ mình phải là ra để ổng ám rồi. Pika. Bây giờ tụi mình phải đi kiếm gì đấy để ổng thức dậy và sau đây tụi mình phải trốn. Ủa? Tippy đâu? Tippy ơi. Bây. Tippy ơi đừng ngật. Ok em cứ trốn đây nhá. Để tụi mình kiếm. Để chị kiếm có gì để làm ổng thức dậy không? Kiếm đi mấy đứa. Chị có một pháo hoa nè. Chị ơi coi nè chị. Đâu? Búa kìa.
Ok bây giờ nhá, bây giờ hai đứa trốn đi, bây giờ chị sẽ làm hoa trốn liền nhá. Ok đi pi pi đi, mở cửa chị, mở cửa chị. Ok rồi chuẩn bị nhá, chị làm hoa mấy đứa đóng cửa luôn nhá. Ok 3 2 1 cấp được phước gì vậy trời. Cái gì xảy ra ta? Ôi mở cửa chưa? Đấy, đừng có gì hết. Ôi mở cửa rồi, chạy 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 chạy. Không có gì hết, mình vừa nghe một cái tiếng gì mà. What the fuck? Vào đây, vào đây, vào đây. Mẹ đi ngủ tiếp đi. Lippy đâu? Oh my god. Lippy đâu? Lippy vào, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Oh my god. Ok, được chưa, được chưa, được chưa? Rồi. Ông vào ngủ đi, 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 nhanh, nhanh, nhanh. Bây giờ tụi mình không thể mở cửa được, bây giờ tụi mình phải đi kiếm cách khác rồi, bây giờ đi quan nhà thử mấy đứa. Bây giờ đi kiếm. Mấy đứa, nhanh. Oh my god, this is really dangerous. Ê, nguy hiểm quá hả? Ôi. Qua nhà cũng có gì không? Oh my god. Không thấy gì cả. Bây giờ đi lên lầu thử, chị nghĩ chắc lên lầu sẽ có đấy á. Mấy đứa, đi thôi, trên lầu á. Ok. Ok, đi thôi. Đi chậm thôi. Lỡ. Okay. Không được tặng tiếng động ổng nghe chết á. Ok, ở đây là tầng trên ạ, có đi không? Có theo mấy đứa? Không có gì cả. Chị không biết nữa. Ơ, có gì nè? Tipi ơi. Đây là gì đây? Này, đây nè. Đây là gì đây? Ồ, đây ạ. Ồ, đây là tầng trên đó. Nhanh. Oh my god, hiến mùa. Nóc nhà mà. Ok, nóc nhà đi lên, đi thôi. Oh my god. Oh my god, may quá, không là bị ông sư tử rồi. Ok. Ở đâu rồi, cầu thang đâu? Ok rồi. Cầu thang bên đây. À đâu quá, tự nhiên đặt chỉ đây, what the. Ok rồi. Nhanh. Get the freaking out here. Đừng có để chỉ một mình, tại sao lại đi. Ok rồi, chạy. Thôi ông biết chết. Oh my god. Đây là điều điên nhất cuộc đời mình luôn á. Oh my god. Vì nhà nhanh. Ông đang ngủ. Ok, hên quá rồi. Trời, đi đi thêm khóa cửa. Tại sao lại vậy? Ok, chặn lại. Rồi, khóa khóa cửa. Rồi, chặn lại, ok. Rồi, ok, ngon lành. Ok, thì hiện tại thì bây giờ ba tụi mình bị nhỏ rồi, ok. Bây giờ hai đứa phải nhất định phải cẩn thận ông kia nhá. Ok, Pikachu. Chắc chắn nhà ông sẽ có thức dạ nên bây giờ tụi mình phải cẩn trọng. Ok. Nguy hiểm quá. Chết tiệt, chỗ này trốn nó rồi nhỉ. Nhất định tôi sẽ bắt lại tụi bay và ta sẽ nghiền nát tụi bay.